từ lâu nay, collagen luôn được coi là thần dược chăm sóc sắc đẹp của chị em phụ nữ. Tuy nhiên, trên thị trường với bạt ngàn các dòng collagen đến từ thương hiệu khác nhau, làm thế nào chọn được loại collagen tốt? Đừng lo lắng nhé, Allstar bật mí bí quyết ngay đây. Collagen chiếm hơn 70% cấu trúc da, chủ yếu nằm ở lớp hạ bì của da, nó được ví như chất keo, kết nối các mô liên kết trong cơ thể. Bước vào tuổi 20, làn da của chị em phụ nữ bắt đầu phải chịu nhiều tác động gây lão hóa da. Đến tuổi 30, các bạn sẽ thấy những dấu hiệu này rõ rệt hơn, nếp nhăn, vết nám, da chảy xệ, không còn căng bóng. Do vậy, lúc này việc bổ sung collagen là vô cùng cần thiết. Cùng Allstar điểm danh những sản phẩm collagen hút được đánh giá cao bậc nhất thị trường. 1. Nature's Way Beauty Collagen Shot, collagen tươi dạng nước cao cấp. Chứa hàm lượng collagen lên tới 97% cùng một số hợp chất sinh học giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, giúp da mềm mại và mịn màng, tóc, móng khỏe mạnh, đồng thời đẩy lùi nỗi lo vết nám, tàn nhang do tuổi tác. Collagen tươi nhà Nature's Way có cả loại 1 và 3, giúp giảm thiểu nếp nhăn và tăng cường đàn hồi da, giữ ẩm, xây dựng cấu trúc xương, đặc biệt nuôi dưỡng dây chằng, gân, xương, nướu, răng. 2. Viên uống collagen 6-1 Greener Beauty. Đây là sự kết hợp hoàn hảo 6 loại thành phần cao cấp. Collagen thủy phân, tinh chất hạt nho, tinh dầu hoa anh thảo, kẽm, silica và lysine hứa hẹn mang đến sự cải thiện rõ rệt cho làn da của chị em phụ nữ. Bên cạnh đó, collagen 6-1 còn có khả năng điều hòa nội tiết tố nữ, tăng cường sức khỏe cho cơ thể, chỉ 2 viên mỗi ngày, duy trì 6-8 tuần. Chị em sẽ nhận thấy da mịn màng và chắc khỏe hơn hẳn. 3. Biolan bồ uống bổ sung Marine Collagen 40g với 100% collagen thủy phân biển không có hóa chất, giúp giảm sự xuất hiện của nếp nhăn khi tuổi tác tăng và tăng sinh collagen, hỗ trợ tăng cường độ đàn hồi và độ bóng của da. Chỉ với một muỗng 2.5g mỗi ngày, chị em dễ dàng tận hưởng collagen biển tinh khiết được sản xuất ở châu Âu khi thêm vào nước, nước trái cây, sinh tố để uống. Dù chỉ chứa collagen loại 1, nhưng dòng collagen bột vẫn đảm bảo khả năng nuôi dưỡng và làm mới làn da của bạn. Một lưu ý bé xinh cho chị em khi bổ sung collagen là nên uống vào mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy và mỗi buổi tối trước khi ngủ, vì đây là thời điểm quá trình trao đổi chất, sản sinh tế bào diễn ra mạnh mẽ, và nhớ phải uống đủ nước mỗi ngày các nàng nhé. Hy vọng sau video này, chị em đã có thể lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp để bảo vệ sắc đẹp.